đi gần tao quá vậy? Thì đâu có sao đâu, nhưng mà người ngoài nhìn vô tưởng tao đi chung với mày á. Ừ, thì đúng là đi chung mà. Bởi vì vậy nên tao mới thấy khó chịu. Người ngoài nhìn vô tưởng tao là bạn bè thân thiết với mày á. Ở ngoài đường đâu ai để ý đâu, bạn nói chi cho mệt vậy? Đáng ghét, hôm nay còn dám trả chiều tao nữa. Ủa, Sicilian! Anh Minh! Yeah! Ủa, con mới đi học về hả? Dạ, đúng rồi. Ủa, con chú đi đâu vậy? Ừ, chú đi lòng vòng thôi. À nè, con muốn cởi ngựa về nhà không? Dạ muốn. Đi, lên. Ê, ôi mẹ ơi. Rồi, cởi ngựa đi về nha. Dạ. Ghê. Đi lắm, cả lắm. Già như trái dâu tây rồi mà còn chỉ chờ cưỡi ngựa nữa. Cưỡi ngựa. Vậy tôi hỏi Sonio, sao nãy giờ thấy họ cưỡi ngựa diễu hành không vậy? Bạn cứ bình tĩnh, thằng hấp dẫn nhất nằm ở khúc sau này. Có thằng ngựa không con cởi hả? Cái gì? Thằng ngựa con cởi hả? Đúng hả? Thôi, để khi khác là con không được đâu. Không chịu không, không bây giờ hả? Nghe lời ba để khi khác đi, không cởi cởi ngựa, không có đổn đâu. Trời ơi, thôi mà, nghe ba nói nè, đừng ba cởi không có nổi đâu. Không, ba nổi mà. Bây giờ khi nào mà con giật vào áo ba là ba phải kêu hí nha. Rồi té bây giờ đó xuống đi con. Rồi 1, 2, 3, ba đứng lên đi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Rồi giờ 1, 2, 3 đi ba hí nha. 1, 2, 3. Lên đi ba. Thôi, lên. Không nổi lên. Lên đi. Xuống rồi. Ngựa gì mà yếu muốn chết à. Trời ơi, ngựa cũng phải già chứ con. Không chịu đâu, tiếp đi ba. Tiếp cái gì nổi nữa, cục cái lưng của ba rồi nè. Đi mà. Đi mà ba. Ba mổ rồi, để ba lên nằm nghỉ xíu con ơi. Gán miếng nữa, nhanh lên, đúng rồi, nhanh lên. Cố lên ba, cao lên, miếng nữa, gán lên, yeah. Xuống. Ui dạ. Cho. Gì ba? Cho bà nghỉ chút đi, tao quá. Nhanh đi mà ba. Ồ, cho bà nghỉ chút xíu đi, bà mệt quá chút xíu rồi bà cởi tiếp. Vậy thì con sẽ đi cưỡi ngựa Julian. Ngựa Julian là ngựa gì? Là con ngựa của Tâm Anh cưỡi ba. Trời ơi, nói ba nghe nha, ngựa Julian chạy nhanh lắm á. Con muốn cưỡi ngựa chạy nhanh như ngựa Julian. Đi mà ba. Cho bà nghỉ ngơi chút đi xíu mà. Đi. Bà đau quá thiệt á. Đi một lần thôi mà. Một lần thôi, một lần. Bây giờ về đi. Con sắp thi rồi đúng không? Mà hai chuyện đâu có liên quan gì đâu ba. Thôi ba đừng đánh trống lảng. Đi mà. Nghe ba nói nè, có liên quan ba mới nói chứ. Nếu như kỳ thi này con được 10 điểm, bà sẽ cho con cởi ngựa Julian, chịu không? Ba nằm mơ sao vậy? Chỉ con được 10 điểm không có tưởng thôi. Bởi vậy ba mới nói. Ráng thi đi, ráng thi được 10 điểm bà sẽ cho cởi ngựa Julian ha. Ba nói thiệt, ráng đi. Mà ba hứa rồi nha. Ừ. Móc miếng. Đây. Xin hứa nha. Hứa. Cái gì? Vậy là anh hứa là Lam Chi mà đã được 10 điểm thì anh nhờ Julian làm người cho nó cưỡi đó hả? Ừ. Anh hay quá ha. Rồi lỡ như nó được điểm 10 rồi sao? Trời ơi, lo gì, yên tâm đi. Lam Chi làm gì được điểm 10 mà em sợ toàn là 10 nữa thôi mà. Nằm mơ cũng thấy được điểm 10. Nó mà được điểm 10, anh tính sao cho coi được đó. Không có được đâu, yên tâm đi. Lam Chi ơi, mình làm xong rồi nè. Bạn chép liệu rồi còn đưa cho mình đó nha. Thôi khỏi đi, tao không thèm đâu. Bạn học đó hả? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên thấy bạn học đó nha, lạ ghê. Tao nói cho mày biết nha, tao mà chưa học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn. Nè, thấy không, làm vô cái chỗ này, để cái đuôi heo vô. Đó là xong.
Hỏi vậy á. Đuôi heo gì? Nhảm nhí. Không có bài học nào mà có cái đuôi heo trong đó đó. Tào lao. Khùng điên không à. Sao bữa nay anh ồn quá vậy? Làm chữ trong đầu em nó chạy hết trơn rồi nè. Trong đầu mày thì làm gì có chữ mà chạy. Kệ em. Nếu mà em không cưỡi được con ngựa đó thì anh phải thế chỗ của nó nghe chưa? Đi. Lâu quá. Chơi sướng hơn. Đấy, tao sẽ cưỡi được mày. Lâm Chi, em nhỉnh gì vậy? Tập trung làm bài đi. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, ba. Cái con nhỏ này sao mà mang dài vô nha. Con được 10 điểm nè. Cái gì? Hả? Con được 10 điểm thiệt ba. Trời ơi, 10 điểm thiệt ba. Con giỏi quá Lâm Chi ơi. Giỏi quá trời ơi. Điểm 10 đầu đời của con. Con được 10 điểm rồi. Yeah, xin mời cưỡi ngựa. À, đúng rồi, 10 điểm rồi. Cưỡi ngựa thôi. Cưỡi ngựa cái gì? Thì con ngựa Julien đó mẹ. Yeah, ngựa phi, ngựa phi, ngựa phi. Ngựa phi. Nghe là ý của chị là muốn em làm ngựa cho Lâm Chi cưỡi á hả? Phải đó. Thật ra Lâm Chi nó rất có thích trò này. Chị mở miệng ra nhờ em á, chị cũng áy náy lắm. Nhưng mà chị cũng không biết phải làm sao nữa. Em đang giúp đỡ giùm cho chị nha. Giúp đỡ giùm cho chị đi. Từ hồi đó tới giờ Lâm Chi lần đầu tiên trong đời nó mới được 10 điểm đó. Please. Em giúp đỡ giùm cho chị đi. Một lần này thôi. Coi như là em giúp đỡ bạn bè đi. Chị hứa là chị sẽ hậu tạ em xứng đáng nha. Ok, ok chị. Cảm ơn em. Ý, hello Lâm chị. Ủa, em còn bị táo bón nữa hả? Sao mặt căng với hình sự quá vậy ta? Cái gì? Mặt này căng hơn nữa nè. Có nói gì? Ý thì nói em còn bị táo bón hay sao mặt căng quá vậy? Thế đi nhìn xin thôi, vậy lại bị táo bón. Bạn lớn mà nói chuyện kỳ vậy? Ý bạn nói là người nó phân không hả? Đâu có. Bạn đến coi lại mình đi. Bạn đi về đi. Ông sao vậy? Nhìn bạn cũng táo bón luôn á. Ông làm gì sai hả ta? Dạ. Dạ chị. Chị cứ yên tâm đi, em giúp cho. Cô Liên. Julian, làm chị tới gặp con kìa. Tới rồi hả? Ừ, Julian. Con bé nó gặp anh chưa vậy? Chú mang này rồi.
Rồi còn cái này là cái gì đây? Là đế sắt á. Khi mà chú mang về vô nha, chú chạy về nha, thì nghe cái tiếng lọc cọc mới giống ngựa được. Chú mang vô lẹ đi. Chú cúi đầu xuống miếng đi. Hả? Cái gì nữa vậy? Cái này gì vậy con? Trời, ủa chú không coi phim luôn hả? Trong phim mấy con ngựa nó hay đéo này nè. Mình cần phải thay nhiều thứ nữa. Chú mang về lẹ đi. Tại sao chú phải chạy tới khi còn thở còi vậy? Cô làm cái gì làm chi? Ngựa ngoan của ta tới giờ ăn rồi. Ngựa ngoan, cà rốt của mày đây. Quá, cái gì vậy? Làm ngựa thì phải ăn cà rốt chứ. Cắt, hạ lưng xuống, hạ xuống. Cái gì bây giờ phải chạy nữa hả làm chi? Đương nhiên rồi chú, phải chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh lên. Yeah yeah yeah. Hi ya hi ya hi ya. Hi ya hi ya hi ya. Hi ya hi ya hi ya. Ăn miếng cà rốt đi nữa. À, giỏi. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Hí đi. Cái gì phải hí nữa hả? Đương nhiên là phải hí rồi, là ngựa mà. Ngựa phi, ngựa phi, băng qua hạ nguyên. Yeah, ngựa phi đừng ra. Ủa? Ủa? Ngày mai con thi mà. Sao không chịu lo học bài đi? Bây giờ còn ngồi đó đọc truyện nữa. Cô giáo con đâu? Con đâu biết. Đâu thấy tới đâu. Bộ mẹ cắt hợp đồng với cổ rồi hả? Nè, có điện thoại kìa. Có điện thoại kìa, dậy nghe được không? Alo. Dạ đúng rồi ạ, đây là số điện thoại của Diễm My. Dạ. Dạ. Ê, ê, My, 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 My. Bộ hôm nay á hả, bà không tới dậy hay sao? Người ta nói bà không tới dậy kìa. Có tiếng đúng không? Không có dậy mà. Thì sao bên này gọi nói bà không tới dậy? Nào nữa. Thì bên dậy thêm đó, bên nào? Bên ta. Ôi, thằng xã hội đen. Ôi, dậy, ôi, dậy, ôi, dậy. Ôi, dậy, ôi, dậy. Chú gì á? Đừng biết nữa. Điện thoại. Mai, ôi, dậy, ôi, dậy. Thay đồ, thay đồ đi, dạ. Dài đâu mỗi lần vô như chui cái lỗ trái à. Ê, thấy cô giáo tới không biết chào hả mày? Tới giờ học qua bà ngồi học nha. Cô nhậu xỉn rồi đúng không? Xỉn thì sao? Xỉn xỉn mà vậy là vậy nha. Cô xuống đại học không có nói nhiều. Lấy tập vở ra. Cô giáo gì mà say xỉn. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ơi.
không? Chuẩn bị đánh nhau rồi, đúng không? Tôi thường hay đánh nhau lắm mà mạnh mẽ. Đánh mà. Đánh đi. Đánh đi. Thôi đi. Ôi. Quá đáng thiệt á. Người vậy mà cũng gọi là sinh viên diễn văn. Nè. Vậy đây không phải là nhà trọ của cô. Cô muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ. Đâu có ngủ đâu. Đang suy nghĩ đề thi cho em mà. Cũng dẻo miệng lắm. Nè. Không có hết từ giận chưa đó. Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi. Kiếm sống tiếng Anh là cái gì? Kiếm sống hả? Ờ. Earn a living. Đúng rồi. Sao hay dữ vậy trời. Vậy từ từ tiếng Anh là cái gì? Gì? Từ từ hả? Take one time. Ôi. Sao tiếng bộ nhanh dữ vậy trời. Nè em nhìn đi. Cái từ này là đang ở dạng nguyên mẫu nè. Nhưng khi mà mình đổi qua verb 3 thì sẽ Cô nói ngọng rồi kìa. Nè, nhìn cái đã mới hiểu được bài. Nhìn nè. À. Cô biết rồi, cô sẽ hát cho em cái bài này. Thì sau khi nghe xong em sẽ rất là dễ hiểu. He is the... She... She... Did... She... He... Is... She... Hát tiếng Anh hay tụng tiếng Phạn vậy trời? She said to the boys, "Chăng." Nè, tôi chán nghe cái giọng của cô lắm rồi, nhức đầu quá. Don't use the oven. Cô sao vậy? Cô mắc ói hả? Không có áo, còn không có ói đâu. Ê, nè, giữ lại. Gớm thiệt chứ. Cậu. Ủa, hồi nãy mới nghe cô hát mà. À, hát thì ghê quá, nên tự ói luôn hả? Xin chào. Phúi lỗi ơi. Người có lương tâm là người biết xấu hổ. Cậu nói gì vậy? Trên áo cổ ghi vậy kìa. Trời ơi. Gì? Em nhỏ lắm, em coi á. Cô không biết xấu hổ luôn á. Nhỏ em coi đi. Trời ơi, rồi. Chán cô là thiệt luôn. Nhiều anh nha. Trái cây nữa nha bồ. Cho hỏi hai người có phải ở chung nhà với chủ số điện thoại này không?
Trời đất ơi. Trời đất ơi. Làm gì mà uống nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Để tôi không, bình thường, tôi đứng được, tôi không có sao hết ta. Đúng rồi, cô thì không sao, tôi mới là người có sao nè. Chắc là lần đầu cũng bị như vậy á, cậu thông cảm nha. Đi đi. Em chuẩn bị thi tiếng Anh rồi. Thôi. Thôi. Học tiếp đi. Học cái gì? Wow. Cái mất nết à. Tôi mà thi rớt tôi về tôi quét mẹ, mẹ tôi đuổi gì cô cho coi. Thôi 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 thôi, đừng bỏ qua đi. Cái con bé này bình thường nó mới vậy đâu, nó xỉn lên nó mới vậy đó. Thôi thôi, đi đi đi, mình đi nè. Đi về. Đi nha. Thôi xin lỗi nha, đừng đừng ăn nha. Đi đi. Cuối đầu cuối đầu. Ôi da, đau quá. Kim xong tiếng Anh là cái gì? Earth a Ribby. Trời ơi, rồi, rồi. Đề thi em cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Em nghĩ tôi sẽ tin những lời nhảm nhí của em đó hả? Chẳng qua là nể mặt mẹ em cho nên tôi bỏ qua chuyện này thôi. Em nói thiệt mà cô. Em nói thiệt hả? Vậy em viết tiểu thuyết đi, viết đi. Thiệt mà, sao cô không tin em? Trời ơi.